Vâng, xin chào đến tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì xưởng chúng em xin xả kho cái bộ sản phẩm này. Xả lỗ bán lỗ luôn nhé các bác nhé. Cái bộ khổng tử với chất liệu gỗ là gỗ mun đuôi công, 100% là gỗ mun. Bên xưởng nhà em thì dựng lên xong xuôi hoàn thiện kỹ càng rồi. Và để đây thì xưởng nhà em thanh lý lốt cái bộ sản phẩm này. Đấy. Và các bác nào mà xem được cái bộ sản phẩm này thì mua cực kỳ là giá hời luôn các bác nhé. Đấy, và em sẽ đi sâu và đánh giá chi tiết cái bộ sản phẩm này cho tất cả mọi người cùng xem và cùng chiêu ngưỡng mọi người ạ. Đó, thì cái bộ bàn ghế này thì gồm có 6 món. Gồm một đoạn dài này, một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn các bác ạ. Đấy, và cái mẫu này nói thật sự rằng là nó rất là hài hòa. Đấy, rất là hài hòa, rất đẹp luôn. Thứ nhất là dễ lau chùi, đấy, ngồi rất là thoải mái, cực kỳ là đẹp. Và cây gỗ này mọi người thấy dập vân thì cực kỳ là già luôn nhá. Cái bộ sản phẩm này nhà em chỉ còn duy nhất một bộ như thế này mà thôi. Đấy, thế nên là nhà em xả kho lốt cái bộ sản phẩm này gửi tới cho tất cả các bác. Cây gỗ rất già luôn, rất già. Đây, vân thì quần quại này, cả mặt trước cả mặt sau. Đấy, phơi mộc rất lâu rồi các bạn, thế nên là hàng cực kỳ là bền và yên tâm người nhá. Đấy, đây là chính là chiếc đoạn này. Đấy, quá đẹp luôn. Đục thì rất là sắc nét. Đục thì cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy. Kế bên đó chính là chiếc bàn. Bàn này nhà em làm thì là mặt bàn liền nguyên một tấm, có ngăn kéo hai bên, kéo ra kéo vào. Mặt bàn thì là đục chống đồng các bác nhé. Đấy. Đây, mọi người nhìn này, vân. Đấy, vân rất già nhá. Cây gỗ rất dài. Hoàn thiện là 5 lượt lót và 1 lượt BOM chống xước, sờ cực kỳ là mát tè, căng bóng luôn. Và đây là chiếc đôn ngồi. Đôn ngồi phía trên là đôn kẹp bàn, kẹp đầu bàn nhé. Và cái bộ sản phẩm này thì bên xưởng em đang bán với giá cực kỳ là sốc luôn. Giá chỉ có là 35 triệu các bác ạ. 35 triệu cho cái bộ sản phẩm khổng tử với chất liệu gỗ là gỗ mun đuôi công 100%. Giá cực kỳ là sốc luôn, bên xưởng em bán gọi là bán lỗ. Còn trước là nhà em bán là 39 triệu cái bộ sản phẩm này. Đấy, thế nên là các bác nào mà nhanh tay khi xem được cái bộ bàn ghế này thì liên hệ ngay cho bên cơ sở nhà em đấy để được tư vấn kỹ càng hơn. Và tiếp theo đó chính là hai chiếc ghế đơn mọi người nhé. Hai chiếc ghế đơn và dáng này các bác thấy không, dáng cực kỳ là trường luôn nhé, dáng rất trường. Đấy, dáng rất trường, ngồi rất là bệ vệ luôn này. Bác nhìn này, vân này. Đấy, vân quần quại luôn các bạn ạ. Bộ sản phẩm này cây gỗ thì cực già rồi. Em xin nhấn mạnh lại, cây gỗ cực già mới cho ra được vân như thế này các bác nhé. Đây chính là chiếc ghế đơn tiếp theo. Em thì đang quay trong nhà. Đấy, thực tế nhất. Và khi các bác dùng gỗ mun này này, đấy, nó che bụi rất tốt các bác nhé. Che bụi bẩn rất tốt. Đấy, đỡ phải lau chùi. Vân đẹp, quá đẹp luôn. Cây gỗ rất già nhé. Xưởng nhà em có duy nhất một bộ như thế này thôi. Đang bán với giá là 35 triệu. Đấy, 35 triệu là xả lỗ cho tất cả mọi người luôn. Trong cái video này, ai xem đầu tiên. Đấy, và tiếp theo đó chính là chiếc kệ tivi đồng tiền. Kệ tivi đồng tiền này thì bên xưởng nhà em đang bán giá 11 triệu. Đấy, kích thước là dài 24, rộng 45 và cao của nó thì là 76 các bác ạ. Này. Đấy, xưởng nhà em lúc nào cũng tuyển cây gỗ rất già nhé. Tuyển cây gỗ già vân rất đẹp, rất nổi, rất đẹp luôn. Đó. Xưởng em thì rất là nhiều sản phẩm. Đấy, nhưng mà hôm nay thì còn duy nhất một cái bộ này rất già, rất đẹp luôn. Đấy, em gửi tới cho tất cả các bác thanh lý lốt cái bộ sản phẩm này. Nếu như bác nào đang có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ nghe cho em số điện thoại ở phía dưới nhé các bác nhé. Đấy, hoặc là muốn em tư vấn miễn phí thì em sẽ tư vấn miễn phí cho tất cả mọi người. Đây, vân mặt trước mặt sau rồi đấy các bác nhìn. Đấy, mặt trước mặt sau rồi. Vân đẹp, quá đẹp luôn, vân nổi quần quại luôn nhé. Và kết thúc video tại đây, em xin chào hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau. Đấy, em xin chào hẹn gặp lại tất cả mọi người.